Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì sáng hôm nay mình vừa ngủ dậy anh em ơi. Anh mình có đi núi gì à? Thì có cho mình một ít. Anh em nhìn thấy cái đây thấy giống con gì anh em? Đây, giới thiệu với anh em. Chuột rừng gác bếp. Thì anh mình có lấy ở trên rừng gì à? Anh đi làm núi cao anh em. Thì có bắt được ít chuột rừng. Thì hồi trước mình có kêu là có mấy cái đồ rừng ấy để dành cho mình ít về mình quay đồ lạ cho anh em xem. Thì anh có lấy về đây anh cho mình đây anh em. Thì con này gác bếp thì đã được một thời gian cũng khá là lâu. Mình nghĩ là chắc cũng tầm vài tháng rồi anh em. Nó khô cỡ này rồi mà. Bây giờ đỡ cho biến loại chuột gác bếp này á. Thì mình sẽ ngâm với nước nha anh em. Đấy anh em nhìn nó đen đen thôi chứ chút nữa xào lên ngon lắm em. Mình ngâm dưới nước cho nó nở ra, cho nó thịt của nó nở rồi ra hết nè. Rồi mình làm lại mấy cái lông này nữa cho nó sạch sẽ. Thì nó nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi mình đem đi xào xào ớt nha anh em. Bình thường á, nếu mà mình ăn cái loại chuột này á thì mình chỉ ngâm nước thôi, rồi mình đem mình đi nướng để ăn chén muối với chanh nữa thì nó rất là ngon luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ xào nó. Thôi giờ mình bỏ nó mình ngâm đó. Đây, tới đây mình bỏ mình ngâm rồi mình đi xuống nhà anh mình hái xả đây anh em ơi. Bỏ mình ngâm rồi chút nữa mình nó nở rồi mình chặt nó ra. Lâu lắm rồi mình mới ăn chuột rừng anh em. Đấy, có mấy con thôi nhưng mà hàng chất lượng cao anh em ơi. Rồi bây giờ mình đi xuống anh mình nhổ xả ra mình với mày hái ớt. Đây giờ mình sẽ xuống bẻ ít xả anh em ơi. Này thì nó mới mưa mưa này nó lú lú. Mấy con gà nó phá gớm lắm. Đâu vậy em đâu? Em làm gì ăn hết được cái ớt đấy? Ôi dồi, cứng quá anh em. Rồi mình lấy hai nhánh thôi, nhà mình còn ít xả nữa. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một ít chanh nữa để mà về giả chén muối chanh nha anh em. Cây nhà là vườn sẵn có mà anh em. Đó. Này hai trái chanh thôi. Ở trên nó lớn, ăn dần dần anh em ơi. Cây gần nhà mà. Rồi, mình qua mình hái một ít ớt nữa. Ui ô, có cam này anh em. Gà đấy bị gì đâu. Gà bị cụ rượu anh em ơi. Gà trống. Kèo này bao nhiêu anh em? Định mổ mình á. Chù, cam bắt đầu lớn rồi này anh em. Giờ mình đi hái ít ớt à. Cây ớt quen thuộc anh em mà mình hái gần hết rồi. Hái không kịp lớn luôn. Hái lớn nấu luôn mà. Rồi, được nhiều cho anh. Đó, được mấy trái thôi. Còn mấy trái ớt đỏ đỏ nữa mình bỏ vô nó cũng cay mà. Đó, thôi giờ mình chặt cái con chuột rừng này ra mình xào thôi anh em ơi. Hái thêm trái nữa. Đàn em của mình anh em ơi, còn là 9 con à. Bây giờ làm thịt mất 3 con bữa trời mưa mưa cũng nấu cháo 1 con rồi anh em ơi. Gà này thì nó cũng hơi dạng dạng thôi. Thì đây, anh em thấy mổ tay mình luôn anh em. Đỡ lại hai con trống để cho nó mấy gà mái nó đẻ. Ớt này thì mình hái chùi à. Để cho nó lớn nên là nãy mình xuống kia mình hái ớt bay. Cũng có mấy trái này anh em. Nhưng mà ớt này đỡ nó chín thì ăn sẽ ngon hơn. Mình thì đang làm gia vị bên đây anh em ơi. Đó. Bỏ lên cao cho không gà nó mổ hết. Giờ chúng ta mình đem ra kia mình quay cho anh em xem. Lâu lắm rồi mình mới ăn cái món chuột rừng gác bếp này nè. Đấy giờ ngâm ra thì cái tô của nó sẽ có màu nước vàng vàng như vậy. Tại vì khi chuột này mà đánh bẫy gì anh em thì sẽ làm sạch đi rồi bỏ lên cái bếp á. Nấu thì khói nó lên thì chuột nó sẽ khô lại. Nên là mình gọi là chuột rừng gác bếp nha anh em. Nhưng mà mình phải chế biến lại. Chứ còn đỡ không gì nướng thì nó không có gia vị gì á. Bây giờ mình sẽ rửa lại mấy chuột này nha anh em. Chuột rừng thì nó teo héo à. Nó có nhiều đầy anh em. Không có mập đâu chứ lại qua cái thời gian gác bếp nữa thì nó teo lại còn nhỏ xíu à. Bây giờ mình rửa sạch cho ra hết cái vàng vàng đi. Rồi mình sẽ chặt nhỏ ra. Rồi mình bỏ mình xào. Anh em nhìn bỏ con chuột lên cái thớt nó tàn hình luôn à anh em. chuột nó đen như cái thớt luôn à. Nhưng mà thấy vậy thôi chứ lúc nó xào lên thì ngon lắm anh em ơi. Bình thường chuột này á thì nó sống ở trên cây anh em, ít bòi đất lắm.
kiểu nó chạy trên cây là chủ yếu nên là cơ bắp của bọn nó ngon hơn mấy con chuột đồng. So với con sóc thì con chuột này nó ngon hơn, thì mình cũng ăn sóc rừng rồi, nhưng mà hồi trước mình cũng có ăn chuột rừng, mình thấy chuột rừng thì nó ngon hơn sóc. Đây anh em, số chuột mình đã chặt xong rồi đó. Đây là gia vị của mình thì cũng đơn giản thôi, gồm hành nè, ớt bay với lại một ít ớt đỏ với lại ít sả để gia nhuyễn và nước mắm, bột ngọt, tiêu với lại hạt nêm, dầu ăn với bột ngợ đó. Rồi, gia vị đơn giản như nấu ăn ở nhà thôi anh em. Dầu nó sôi thì mình sẽ bỏ gia vị vào trước. Mấy đệ tử của mình thì nó cứ làm gì xong là nó tới nó dọn bãi chiến trường anh em. Bây giờ mà mấy đệ tử mình đấy mà nó biết rửa chén rửa thớt nữa hay ạ. Lớn để hành tinh luôn không? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vô tàu trước. Dầu vừa tới luôn nè. Chưa nói tới thịt chuột nha anh em, mình mới nói tới là gia vị đây là thơm nứt mũi rồi ạ. Thì thường thường nấu ăn mà dùng bếp củi thì nó sẽ ngon hơn anh em. Lại là mình đây thì ở nhà nếu mà rảnh á thì hay dùng bếp củi để nấu, chứ ít khi mà nấu ga đó. Trừ khi bận rồi vậy thì mình mới nấu ga thôi. Trên mình trên rừng thì củi cũng nhiều, ví dụ như có cưa keo á thì mình ra mấy cái đám keo mấy nhánh á, móc củi về mình làm củi thôi nha, để nó khô ra. Đang làm màu đấy mà. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt chuột vào nha anh em. Chuột gia vị không anh. Sóc chảo rồi giờ đẹp nha. Sóc sóc dân hết ra ngoài luôn ạ. Rồi mấy anh Tiến học cái thằng gì vậy? Học anh Tí anh Hưng đây. Không, Tí nấu gì đâu, Tí cũng biết không? Anh Tí anh cũng ra biết chính rồi chứ, nhưng mà chưa ra. Anh Hưng thì anh biết chính rồi giờ rồi không? Ở đây mình nấu sơ cho biết ăn chuột nó ngon để khô nó chín. Vậy thì thôi khỏi bay mùi khói với chuột luôn em, chỉ bay mùi gia vị thôi. Tức là bỏ ít gia vị kia vô nữa là tử được luôn ạ. Thơm quá em ơi. Đáng lẽ là mình đã dùng cái chảo trắng á, do chuột nó đen rồi. Lần này nhìn thấy mấy con chuột tàn hình rồi, thấy xả rồi không? Phần thịt của mình thì nó đã ok khô rồi đấy anh em ơi. Giờ mình chỉ cho gia vị thôi. Nhưng mà mình ngầu cái đầu gió này thơm quá anh em ơi. Thơm nứt mũi luôn hả? Gia vị thường ngày ở nhà dùng thôi, chứ cũng có gì lạ đâu anh em. Vì mấy cái món này nếu mà không dùng gia vị á, lúc mà đỡ không anh em ăn nó bằng mùi đặc trưng này là mùi khói. Còn cái này thì lúc nãy là mình thử khói nhiều quá mình không thử ra được mùi nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có cái mùi khói của con chuột đó nè. Rồi giờ là nó đã khô quá rồi anh em ơi. Rồi giờ mình chút ra đĩa thưởng thức rồi, thơm quá nhìn thấy hấp dẫn không nè. Giờ là tầm 10 giờ sáng anh em ơi, thì thấy rất là đói bụng rồi. Làm cái đĩa này nữa thì hết sảy luôn rồi. Chứ thì lâu lâu mình mới ăn lại cái món này. Nào nhìn thấy là hấp dẫn. Rồi đã xong, bây giờ mình sẽ xử nó thôi anh em. Rồi bây giờ mình bắt đầu thưởng thức thôi anh em ơi. Thì cái món này thì cũng khá là lâu rồi mình mới ăn lại. Ở sau nhà mình giờ đang cưa keo á, nó hơi ồn, có gì anh em thông cảm nha. Rồi mình sẽ thưởng thức cái đùi của nó trước. Mình chấm nước mắm chanh nha anh em. Mời tất cả anh em nha. Lâu quá rồi mới ăn lại anh em. Cảm giác nó hơi mới mẻ chút. Kiểu như mình ăn nó giống như khô anh em. Mặc dù đã ngâm nước rồi nhưng mà ăn nó rất giống khô luôn. Nếu mà nó không còn một ít mềm mềm á, là nãy giờ mình tưởng ăn khô luôn á. Nó không có giống như là thịt trâu hay thịt bò các bếp đâu. Cái này cái hình như là gác lâu quá rồi sao anh em. Thịt nó khô cứng lại nhưng mà ăn rất là ngon. Nó vẫn còn một ít mùi khói của bếp khi mà mình cắn vô miếng thịt chuột ăn. Chứ không phải là hoàn toàn khi mà mình nêm nếm gia vị thì nó mất đi hết.
với lại là cái món này thì là đặc sản rồi anh em, đặc sản vùng núi à. Chuột mà nó cứ đu đu lên mấy cây á, cơ bắp của nó khá là tốt, thành thịt nó khá là dai anh em ơi. Nếu mà thịt này tươi á thì mình nghĩ ăn nó còn ngon hơn thịt các bếp này nữa, tại vì cái hàng tươi mà anh em. Nghĩ cũng hay ha, có nhiều món các bếp là thì rất là ngon, có miếng thịt tươi là lại rất là ngon. À, với lại nhiều anh em kêu mình làm trồng rau đồ cải thiện trong vườn anh em, mà hiện tại mình là mùa mưa á, có trồng thì nó cũng không lên được anh em. Với lại là gà nữa nè, phá gốm lắm, muốn trồng rau thì mình bắt buộc phải đi dùng lưới, mình nhốt gà nó ở một bên lại, hoặc là mình khoanh cái khu mình trồng rau lại, thì mình sẽ nghiên cứu về vấn đề đó khi mà cái trời mưa nó qua đi. Đấy, anh em góp ý mình như vậy. Bây giờ mình làm thêm vài miếng nữa. Thì cái món này nhậu thì hết sảy rồi nè, kèm thêm ít gia vị nữa. Đó, chấm vào một miếng nữa. Đấy, mời anh em nha. Góc bếp mà xương của nó giòn luôn á anh em ơi. Mày ăn luôn xương này, cái miếng này á, mày không nên dục cái phần xương đi, ăn luôn xương. Này nhớ anh đi mua cần câu mới anh em, nên là không có lên đây quay clip với mình được. Không có, anh nhớ đây ăn món này hết sảy luôn. Anh nhớ xem được clip này cũng hết phần rồi nha anh nhớ. Đây là cái phần bụng của nó này, mình sẽ ăn thử phần bụng. Lâu lâu mình ăn lại cho mình cảm giác máu anh em ơi, thật sự rất là máu luôn. Ngon không, mình làm thêm miếng nữa rồi có gì chút nữa anh em mình vô kia làm rai rai. Đây là cái phần gì ta, đây là cái phần gần cái phần đuôi anh em, mời anh em nha. Anh không muốn dừng luôn em ơi, thật sự càng ăn càng kích thích mình à. Thôi nhớ mình làm thêm miếng thôi. Đây phần xương sườn, anh đủ con chuột luôn anh em nha. Nhưng mà mình đánh giá món này là dù có ba năm tháng thì món này nó vẫn cứ ngon, dù anh em ăn có bao nhiêu lần thì nó vẫn ngon như cái lúc mình mới ăn thôi anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình nha. Thì nếu anh em thấy video này hay, để lại mình một like, một share, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ tìm những cái món mới lạ trên rừng, trên núi mình quay cho anh em xem nha. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những clip sau. Bye bye.